Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và em là Trường bên Auto 62. Hôm nay em Trường lên sóng toàn bộ những chiếc xe SUV 7 chỗ của nhà sản xuất Hyundai. Đó là một dàn Hyundai Santa Fe để gửi tới quý vị và các bạn tham khảo qua màn ảnh. Và chọn cho mình chiếc xe nào mình đang cần và ưng thì hãy gọi điện thoại cho em Trường để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nha. Mời quý vị cùng em Trường đi thẩm định một vòng để chúng ta đánh giá trải nghiệm những chiếc xe Santa Fe đang được chào bán bên Auto 62. Với một chiếc đầu tiên em Trường gửi tới là một chiếc xe mẫu 2022 sản xuất 21 bản Premium full xăng quý vị nha. Ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu. Chiếc xe thì lăn bánh được 2 vạn km zin km quý vị nha. Và chiếc xe thì còn được bảo hành hãng đầy đủ cho quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đang chào bán bên em với mức giá rất là tốt quý vị nha, 1 tỷ 150 triệu. Vẫn linh động giá khi quý vị và các bạn alo cho em Trường quý vị nhé. Chiếc thứ hai là một chiếc xe vẫn là Premium full xăng quý vị nhá. Nhưng chiếc xe với năm sản xuất 2022, xe lăn bánh 1 vạn 4 zin km và còn nguyên bảo hành hãng 3 năm cho quý vị và các bạn. Quý vị nhá. Chiếc xe thì đang chào bán bên em với mức giá 1 tỷ 170 triệu, vẫn linh động giá. Toàn những mức giá vô cùng yêu thương mà vô cùng tuyệt vời đang được bày bán bên Auto 62 quý vị nhá. Tiếp theo là một chiếc xe Premium full dầu với năm sản xuất 2022. Chiếc xe này là chiếc xe biển gốc Hà Nội quý vị nhá. Km zin của chiếc xe là hơn 2 vạn km và vẫn còn nguyên bảo hành hãng trả về cho quý vị và các bạn. Nên là quý vị và các bạn đi mua xe cũ nhưng vẫn được bảo hành của nhà sản xuất và vẫn được bảo hành của bên cửa hàng. Vì vậy nên là quý vị hãy yên tâm để lựa chọn cho mình những chiếc xe lướt quý vị nhé. Chiếc xe này thì đang chào bán bên em với mức giá vô cùng yêu thương 1 tỷ 265 triệu, vẫn linh động giá khi quý vị và các bạn qua xem trực tiếp, lái thử và trải nghiệm những chiếc xe em Trường đang giới thiệu quý vị nhé. Một chiếc tiếp theo là một chiếc vẫn là xăng cao cấp, nhưng chiếc xe này là một mẫu cũ và là một năm sản xuất 2016, bản xăng cao cấp quý vị nhé. Gốc Hà Nội, ngoại thất màu đỏ và nội thất là màu kem. Thì chiếc xe lăn bánh được 5 vạn km, một chiếc xe rất là mới. Đang chào bán bên em với mức giá chưa tới 700 triệu, chỉ 695 triệu. Quý vị có thể sở hữu chiếc xe. Những mức giá và những chiếc xe em Trường đang review lên thì đều là những mức giá mới nhất của cập nhật tại thị trường hiện tại quý vị nhé. Vì vậy nên là đã rẻ hơn rất là nhiều lần so với khung giá trong vòng 1 tháng trước. Và toàn bộ những chiếc xe em Trường đang review lên thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc kèo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất và còn đều được bảo hành chính hãng cho quý vị và các bạn mua xe lướt thì rất là yên tâm vì có nhà sản xuất bảo hành chính hãng là còn nguyên bảo hành. Và tiếp theo là bên cửa hàng Auto 62 sẽ cam kết bằng văn bản giấy tờ và bảo hành sâu về chất lượng xe và giá cả, đảm bảo là uy tín, chất lượng và giá rẻ nhất thị trường quý vị nhé. Hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nhé. Em Trường xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, có địa chỉ kinh doanh là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhé.